Đầu tiên, xin giới thiệu đến bạn đây là loại kính bơi thích hợp cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi mà hôm nay Tiêu Un sẽ dùng nó để dạy đứng nước cho một em bé dễ thương. Mang kính bơi này vào có chống hơi nước nên giúp bé không bị cảm giác khó chịu, mờ mắt khi bơi, và có tròng kính Biofuse tạo cảm giác thoải mái khi bơi nữa nên sẽ không bị đau mắt khi tập luyện bơi lội thường xuyên. Nếu bạn muốn mua kính bơi này thì lên website mementun.com nhé, vì tôi biết có nhiều trẻ em đều sai mắt kính bơi, làm tăng nhãn áp, gây ra cận thị hoặc đứt lông mày. Nên những ai học bơi từ người cá Tây Un sẽ được am hiểu tường tận về thế giới bơi lội và lặn biển. Hôm nay là ngày đầu tiên xuống nước tập bơi của em bé này nên tâm lý sợ nước là rất cao. Khâu chuẩn bị đồ bơi cho bé Tây Un đã hoàn tất, còn bây giờ tôi sẽ dạy cho bé đứng nước kiểu vịt sim hay đạp xe đạp vịt vậy đó. Các bạn xem mà học hỏi nha. Người thường dạy bơi trước, còn người cá thì ngược lại, dạy đứng nước trước khi bơi. Thư Kỳ là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 6 tuổi đeo mắt kính này là hợp lý rồi đó, đeo được tới 14 tuổi luôn nha. Rồi, xin chào bạn Thư Kỳ, bữa nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn đứng nước trước nha. Đeo hai cái phao này cảm giác rất là tự tin rồi đúng không? Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi dưới nước cho Tiêu Un coi nào. Hít hơi dùng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước, giỏi lắm. Đúng rồi, bây giờ hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống. Làm cái chân giống như mình đang đạp xe. 1, 2, 3. Úp mặt xuống. 1, 2, 3. Rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Nhớ nha. Hít hơi vô bằng miệng, rồi úp mặt xuống, làm cái chân giống như đạp xe. 1, 2, 3. Rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Rồi, bạn Thư Kỳ làm như vậy đi. Cho các bạn coi bạn Thư Kỳ làm có đúng không nào. 1, 2, 3, đạp xe. Ngẩng mặt lên là hả miệng rộng ra, hít hơi vô, liền. Đúng rồi. 1, 2, 3, hả miệng rộng ra, hít hơi vô, đúng rồi. 1, 2, 3. Giỏi lắm. Bây giờ là mình sẽ tập như vậy, cho quen cái đã nha. Nhớ nha. Hít hơi vô miệng, 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, rồi ngửa mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi. Rồi, thở ra bằng mũi, đúng rồi, thở ra bằng mũi, 1, 2, 3, đúng rồi. Giỏi quá rồi, cuồng luôn rồi.